Thì anh thấy mấy thằng nhện nó có cay được không? Đấy, anh nói về nó bệnh á. Em mừng anh. Anh nói về là bó hai tay rồi. Bác sĩ nó bó tay. Chúng tôi cũng có sức. Cái gì nó quay từ từ. Chứ bây giờ cứ bó vô hết bó ra. Cứ từ từ anh nói. Từ từ là ngay ngoài là em không có mặt rồi đâu. Các chú cứ đứng im. Ai cần tiền hoa anh nói mình dũng nha nha. Mấy cái ông ổng quay ra ngoài quay vào rồi. Con là từ đây vì sao anh bỏ này. Từ đây vì sao anh không bỏ. Ôi nào, từ đây vì sao bỏ. Vậy cái có cái con mẹ nào mà đen đen mà hai đen luôn đen nó to nó nhỏ con cá hay gì vậy nhỉ con nào mà hai con cá mà chị mà mấy lần nó thấy cái gì mấy xấu mấy con cá thì cái con cá nhỏ đó đánh mà con mắt nó thấy rồi thì anh biết sao nhà em bên ngoài đó cũng bắt đầu đi tàu biển cá mình ăn xả nước ra em nó còn mắt đúng rồi ngoài mà con đánh đây đâu đây có khả năng là chồng chị nó đấy mẹ bà hai đứa con mấy chị đều tên to về này em chẳng biết gì có nó không phải bà ba bà già rồi bà già rồi cho anh nhìn biết chưa bà già 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 đây đấy. Đây có hát ở đâu? Thật rồi. Thằng rồi. Phụ nhà kè đấy đứng tâm bách kể là chứ tâm bách chưa lấy bợ mà có tí lùn hay gì ra đây uống mà cũng nhậu xong rồi ngoài đấy mát quá ngủ quê nhá cả đêm sáng mới về mới tới về lấy bợ điện nữa à. Cháu cũng còn về cái mát ở trong ngủ quê chứ. Đấy. Về vợ chồng tiếng lùn gì nhau đấy. Thấy chú có nhà bà bị đông ấy. Đông ngữ của nhà anh đến bảy đi vui. Ờ. Thế đi ra đây à. Còn em của anh đâu? Anh rất tận à? Anh nhìn chỗ nào anh đã biết? Chị biết sao nó chọn cái đấy không? Vừa tôi tuổi như mấy người như tuổi anh vậy này. Mắc già già lớn lớn. Anh vậy ra. Mắc quá ngủ quên vừa mở em nghe máy được. Chị đi bộ vào tôi còn không vừa nghe máy được. Đây là đang ấp gái à? Cái quán ấy thì
Nhưng mà nói chung là con trai thì người ta vẫn thích ăn cơm hơn là ăn ăn lặt vặt như mình. Mình lại ăn lặt vặt nó vẽ bụng rồi. Lấn vẽ bụng rồi. Cái nhà khoai có áo thì Noel cơ đấy. Bây giờ mặc đồ vừa á. Không có tiền thì mấy vậy chứ sao. Đây cháu đang gần 2 tháng lắm đi đẻ mà. Chồng cháu đi kêu đi mua quần áo cho thằng bận mình. Đấy, mua đấy. Mua hôm nay giặt hết. Hôm qua... Chứ là để sớm hay để muộn nhưng mà cháu có đồ của con nhím rồi cũng đỡ. Nói chung là chủ mình sắm cái đồ thôi, còn đứa hai bớt đi phần nào. Nói chung là sắm hết 30 triệu tiền đồ cho nó đấy. Bây giờ thêm đi với bà Thoa mà sắm 3 triệu bằng một con da kim. Cũng có tích cả. Đã ra như còn cũng đi sinh mỗi thứ một ít chứ không phải chỉ có nó đâu. Chắc đi sinh nhiều. Nên là thêm nhiều sinh mà mỗi thứ một ít. Bò. Cũng mua một ít thôi, cũng chả mua nhiều. Ôi. Đây sinh của chị gái hả cháu ấy? Cái một sinh mà hai chị họ nhờ bác cũng sinh một chút tí. Đợt cũng mua 2 chục cái tả mà cô dùng mấy mà. Không được tả. Ít dùng tả người ta đừng biết. Y chứ mình mới biết đó, mình mới vừa mới đĩa đó thì biết chăng nữa. Ừ. Ai mà mua, chứ mà người ta điều trước người ta nói mình mua thôi chứ mình cũng biết mua. Mà đấy mua 20 cái ít ạ. Ừ. Không, mùa hè là quấn tả nó mát thoải mái. Còn nhưng mà mùa đông là quấn mặc đĩa. Nên lúc đĩa nó chính lớp 10 rồi thì nó cũng khô xe lạnh rồi. Lúc khô xe lạnh rồi. Cái năm nay nó nóng lâu rồi. Ừ. Nhà đấy có mấy cái khác mà cứ để đăng nha làm ghét vậy chứ. Đó, nhà đang làm nhà đó. Trước còn kiếm thay này lên một nhà thì mùa đông là không nước, chỗ đây không có gì.
nước là cháu có sang ngoại đâu mà nước mì nước chết. Lại ngại mì chết mì vịt lấy lá rồi là tổ rồi mì chết chết thôi thôi ông đánh cho tôi đó ông xẻo chim đi thôi không đi cho nó rồi đây tát tôi giày cho nó ấm chắc là nó đi tát nó cứ nổi cả thôi mẹ mặt vừa bị mông nhím không cuốc ờ nhím dùng không con, dùng nó rồi cho thấy, không thấy đưa hỏi chú mình bảo cho mình con thả đưa thì hủ biểu cháu cho thì nói hỏi má đi trả lời vậy yeah. Đây con nhím không không đái dầm nữa đây là cho không lấy dầm nữa để đỡ tiền bím làm một bím cũng 200-300 nghìn cái túi đấy trong mùa 200 mấy 270 đang chỗ nó bán 280 nữa tại vì cái một thùng loại đó mà 270 mình nghĩ chứ để cho thằng để cho con cún mà con cún thì ở nhà nó có tiền thì chuyển mẹ đây cho thằng khoai con mà con cún đích nó làm to đâu mà mặc vừa đấy là ở đây lại phải XL nó chứ thôi cho thằng khoai nó mặc tạm nó mặc quẻ vậy đang được nửa một nhá nửa nửa bình nhá mặc quẻ vậy có gì à, con nó toàn dùng đồ hàng hiệu thôi nó làm gì mà dùng nó làm gì là được dùng hàng lại mình như vậy thôi nói chung là ai cho cháu thì cháu lấy hết hôm qua bữa sinh nhân nhím được cái con hiêu rồi siêu nhún nhún đấy nhà ngoại ai chua cũng lấy chả mặc quà nuôi dễ ạ ừ, đúng rồi mặc hơi người này kia bạn cháu trong kêu là vào trong nó lấy quần áo con nó mặc nhưng mà anh hứa là con nó cũng là con gái anh nhím thì cũng có rồi thôi lấy làm gì thôi để mua thêm nhà đây bà ơi chú ấy à kia bà ra nó lại ngại rồi con sao nữa. Chút thẳng cổ. Con đây đi đây mẹ nào. Chút xé. Quay thì quay gì mà 5 triệu
em mới ra hủng tỏ lao cũng trần làm lắm này cũng khá nhiều. Dì Nguyên lau cho đỡ bụi. Anh ơi, cái gọi nhím gọi cho dì Nguyên bắt xong gấp chút cuôn cho dì Nguyên sao rồi. Dạy lau nhà, dì Nguyên lau nhà, còn kêu dì Nga quét nhà. Nga ơi! Nga! Nga ơi! Nga ơi! Nga! Xin chào tất cả mọi người nhé. Thì bây giờ em đang quay cho các bác xem là đây là cái cảnh là chế bô mọi người này. Đấy, cái bô này thì nó bị gãy ở đây rồi này. Nó gãy ở cái đoạn này luôn. Cái gì vậy? Nghe cái tiếng máy cắt là kết người. Đúng là quên qua bà đấy, quên lúc về nhớ. Thế còn đây thì bắt đầu là hàn sắt, hàn cái đoạn này lại mọi người này. Nó là gang pha sắt, kẽm nhưng mà gang, kẽm, gang nó lại giòn. Đây, bây giờ đang điều chỉnh cái ngọn lửa mọi người này. Điều chỉnh ngọn lửa cho nó ra đúng lửa mới được. To quá cũng không được mà nhỏ quá cũng không được. Nhưng mà anh Hà nó dưới gạch hoa vậy, nổ đây. Nổ gạch đấy. Không kê đây nó bị nổ. Bên thẳng cái được. Đấy, ngày tôi tài bắt.
Này cái đấy nó đã hơi bám vào nhau rồi nhé. Nung thì cho sắt nó chảy ra để cho nó bám vào nhau. Bây giờ sẽ dùng cái que hàn này. Dùng cái que hàn này để chấm vào, bịt những cái khe hở đấy lại. Thổi cho nó chảy ra cho nó bịt kín cái khe hở đấy lại nha mọi người nhé. Hàn cái này thì nó khá là đau mắt đấy mọi người. Khói hàn nó bay vào mắt thì rất là đau. Đấy các bác xem nó như kiểu pháo hoa ấy, pháo hoa nó phọt ra. Đấy thì công đoạn bây giờ là tiếp theo sẽ là gắn cái ống tiếp to vào mọi người nhé. Cái này thì nó đã bị gãy rồi, nó bị mục ra, nó gãy mất rồi. Đấy, đây là cái vết hàn này. Cắt cái đoạn nó bị vỡ đi mọi người nhé. Cắt cái đoạn thủng đi. À thì cái đấy thì nó đút vừa vào cái này luôn. Đấy. Nó sẽ vừa cái đấy luôn mọi người ạ. Alo. Lô cái đòn. Đi luôn nhé. Đi như giáo sư tiến sĩ. Cái gì? Bây giờ đang ướm vào thử coi là nó đến đâu mọi người ạ. Bây giờ bác ấy phải ướm rồi đánh dấu cắt đi rồi mới hàn lại được. Xe ở biển này là nó hay bị dí lắm mọi người. Đây nó chóc hết sơn rồi này. Lọc cọc ở trong ấy à? Đấy, như vậy là bây giờ mình sẽ lắp vào là sẽ hoàn thiện được làm cái bô xe mới luôn nha mọi người nhé. Đây thì ok mọi người này. Bye bye các bác, hẹn các bác những cái video lần sau thì có cái gì hay ho hơn thì em sẽ quay cho mọi người xem nhé. Tạm biệt các bác, hẹn các bác những video lần sau nhé. Muốn để vợ con làm lắm chứ nó đâu làm. Đồ này nó không làm nó thôi, đừng ăn lắm.
cho nó nghỉ. Nó vậy gì? Con muốn nó làm lắm đấy, nó không làm lắm. Con ngồi không làm gì? Làm đi. Vậy là ngày của phụ nữ là đàn ông mà cứ vậy là hạnh phúc lắm như này. Sao mà ngày của phụ nữ ngày đó hạnh phúc lắm? Ồ, thì cái ngày đó ngày bùng nổ mà. Ba tú mấy ngày phụ nữ hay ngày bình thường ba tú mấy này? Tôi xin các chị cứ bớt lời đi là được. Cứ bớt lời đi, lời đi. Ba tú cái lời anh tiếng nói tôi suy nghĩ chứ thì hãy nói. Ba tú ít lời mà. Làm ít căng thẳng nó sai rồi. Làm như thế ba tôi nó nhiều lắm không bằng ấy. Chồng nó nuốt là cậu đấy. Nó chỉ có hầm với thần kinh nó mới nốt thôi, trời ạ. À. Hầm với thần kinh nó mới nốt thì tự nhiên là nó mới nốt rồi, không ai tự nhiên lấy nó tự nhiên nốt. Cô này không biết về. Đồ hầm dù số. Không hiểu ý chồng nhé, người ta tây tây rồi, người ta không muốn về. Thì về thì tự mà đi về thì mỗi người mỗi xe. Đồ hầm đồ dở. Đồ hầm đồ dở. Có phải là lúc nãy giòn xong chưa? Chưa, đang rửa bát. Ôi đâu. Bữa nào hầm hầm tí vậy ấy. Em lúc cái cơn hầm lên. Ông sao mà cả... canh nấu nhiều vậy? Hả? Mình biết kiểu gì lão xem vậy nên mình hỏi tám là vậy hôm qua Long nấu gì nấu thấy ít người ăn. Kiểu gì Long cũng nói đúng không? Anh tám ừ. Vậy ra lúc thì cái đó cho mẹ. Mẹ. Đi em đặt ký mấy con nó. Ký mấy con nó. Ê. Thôi. Chào lần nữa lần nữa. Đó, chào thầy bán con này. Ô, mà có tay nào nướng nấu thì không? Vài có vài tay kia, vài tay tay công tay tùng tay long là vài tay đấy là mạnh mạnh mẽ thôi chứ còn ăn cái gì đến đấy có đi mà thôi cứ về ăn cơm đi ăn tối mình biết ăn cơm tối nữa rồi rượu ta vào ngồi chơi chơi đâu tôi muốn ngồi mà nước nữa. Ngô giờ này còn lắm. Sang cái biển hồng có ngoài trời. Hôm qua chiều hôm qua em ấy thì mua ngô mà có đâu. À. Ờ. Chứ chợ nước về họp rồi cho người. Nhưng mà cũng có. Đây thì bóng hàng giờ ý là hôm bữa thì cái đầy nó mong không rồi. Còn hôm nay không biết. Trời ơi. Này, thôi. Anh nào ăn bao nhiêu loạt đi này. À đây đây, cái này cũng ngon đâu. Đây, đây, càng ngon đấy, ở đây đây. Không ngon đâu. Cái nào? Cái nào được, cái đừng ngon là mềm, chọn cái ngon đấy. Cái nào được. Còn chưa? Hay nữa. Đây, đây. Đó, đây này, chú mua 20 nghìn này. Đi lại chỗ chờ mới đi. Không nghe đâu. Tầm tơi. Tầm tơi cũng 12 nghìn nhá. 15 nghìn. 15 nghìn nhá. 15 nghìn mà tiếp thì thôi thôi. Tiếp mua quả dứa gà rồi chú lại mua mấy cái thảo. Ừ. Cá ăn thôi. Anh ơi, ngâm nồi cơm đi anh ạ. Tí nữa vào đánh. Cái nồi cơm không? Chưa. Ăn sáng rồi nhà cháu ăn muộn mà. Hai vợ chồng nhiều hôm á, chả ăn cơm mà nấu mì tôm ăn. Hai vợ chồng được cái không dễ. Lắm người ăn chồng á, phải nấu cơm chứ ăn thế. Bố tím này, bố đĩa đi này, phải nấu cơm ăn rồi. Không, để cho ông dễ. Nó để cho ông tùy từng người. Có ông vệ này, ông vệ khó. Tùy từng người. Ông nhìn chị thím đấy, ai mà đầu họ không có. Chồng nhớ đồ họ. Nhưng mà xong, nó tùy từng người. Nhưng mà nói chung là con trai thì người ta vẫn thích ăn cơm hơn là ăn ăn lặt vặt như mình. Mình lại ăn lặt vặt nó vẽ bụng rồi. Nó vẽ bụng rồi. Cái nhà khoai có áo thì Noel cơ đấy. Bây giờ mặc vừa hả? Ừ, cái năm ngoái thì có tiền rồi thì mua nhá. Năm nay tuần mặc quần áo cũ mà.
không có tiền thì mới vậy chứ sao. Thầy cháu đang gần 2 tháng nó mới đẻ mà chồng cháu đi kêu đi mua quần áo cho thằng bận mình. Ừ thì đấy mua đấy, mua hôm nay giặt hết. Hôm qua bây giờ để sớm hay để muộn nhưng mà cháu có đồ của con nhím rồi cũng đỡ. Nói chung là dưới mình sắm cái đồ thôi, còn đứa hai bớt đi phần nào. Nói chung là sắm hết 30 triệu tiền đồ cho nó đấy. Bây giờ thêm đi với bà Thoa mà sắm 3 triệu bằng một con da kim. Cũng có tít cả. Đại gia đình còn cũng đi sinh mỗi thứ một ít chứ không phải cũng có nó đâu. Cháu đi sinh nhiều nên là thêm nhiều sinh mà mỗi thứ một ít. Bò mua một ít thôi, mình chẳng mua nhiều. Ôi. Đây sinh của chị gái là cháu ấy. Chị muốn sinh rồi ha, chị họ nhờ bác cũng sinh một chút ít. Đợt có mua 20 cái tả mà cô dùng mấy mà. Giờ ít chừng tả người ta đừng biết. Y chứ mình mới biết đó, mình mới vừa mới đĩa đó thì biết chăng nữa. Ừ. Ai mà mua, chứ mà người ta đi trước người ta nói mình mua thôi chứ mình cũng biết mua. Mà đấy mua 20 cái ít ạ. Ừ. Không, mùa hè là quấn tả nó mát thoải mái. Quấn nhưng mà mùa đông là quấn mặc đĩa. Nên lúc đĩa nó 9 tháng 10 rồi thì nó cũng khô xe lạnh rồi. Nó khô xe lạnh rồi. Cái năm nay nó nóng lâu rồi. Ừ. Nhà đấy có mấy cái khác mà cái bị đang nhăn nhá, ghét vậy chứ. Đó người đang làm nhà đó. Từ trước còn kiếm thay thì lên một nhà thì mình đi mùa đông và không nước thì chỗ đây không cháu đi đường chơi con nước là cháu có sang ngoại đâu mà nước lại ngại mì chết mì vịt lấy lá vào nhà tổ rồi mì chết thôi thôi. Ông đánh cho tôi đó, ông xẻo chim đi thôi. Không đi cho nó lên đây, tắt tôi giày cho nó ấm. Chắc là nó đi, tắt nó cứ nổi cả thôi. Mẹ mặt vừa bị mụn nhím không? Ủa? Ờ, nhím dùng không dùng nữa rồi cho. Không thấy đưa hồi chú mình bảo cho mình con Hà đi. Thì hồi cháu cho thì nói hồi má đi trả lời. Dạ yeah. Đây con nhím không đái dầm nữa nên là cho không lấy dầm nữa là để đỡ tiền điểm. Cái túi đấy trong mùa 200 mấy 270 đang chỗ nó bán 208 nữa. Tại vì chỉ một thùng loại đó mà 270 mình nghĩ chứ để cho thằng để cho con cún mà con cún gì ở nhà nó có tiền thì chuyển mẹ đây cho thẻ thằng khoai. Con mà con cún đích nó làm to đâu mà mặc vừa đấy là ở đây là size XL. Nó chứ thôi cho thằng khoai nó mặc tạm nó mặc quẹn vậy đang được nửa bịch nhá, nửa bịch nhá, mặc quẹn vậy. Thì con nó thì nó toàn dùng đồ hàng hiệu thôi. Nó làm gì mà dùng nó làm gì là dùng từ hàng lại mình thế vậy thôi. Nói chung là ai cho cháu thì cháu lấy hết cho cả vậy mà. Hôm qua bữa sinh nhân nhím được cái con hiêu rồi siêu nhún nhún đấy. Mua nhà ngoại ai chua muốn lấy trả mặc quẹt lại nuôi dễ. Ừ, đúng rồi mặc hơi người này kia. Bạn cháu trong kêu là vào trong mó lấy quần áo con nó mặc nhưng mà anh nói là con nó cũng là con gái mình cũng có rồi thôi lấy làm gì. Thôi để mua thêm đi. Đây bà ơi, chỗ ấy nè, kia. Nó lại ngại rồi. Ô, ở trên giường.
Xin chào tất cả mọi người nhé. Thì bây giờ em đang quay cho các bác xem là đây là cái cảnh là chế bô mọi người này. Đấy, cái bô này thì nó bị gãy ở đây rồi này. Nó gãy ở cái đoạn này luôn. Cái gì vậy? Đây là công đoạn là cắt sắt nha.
Nghe cái tiếng máy cắt là kết người. Mỗi lần quên đi cứ qua bàn đấy, quên lúc về nhớ. Thế còn đây thì bắt đầu là hàn sắt, hàn cái đoạn này lại mọi người này. Nó là gang pha sắt kẽm, nhưng mà gang kẽm, gang nó lại giòn. Đây, bây giờ đang điều chỉnh cái ngọn lửa mọi người này. Điều chỉnh ngọn lửa cho nó ra đúng lửa mới được. To quá cũng không được mà nhỏ quá cũng không được. Nhưng mà anh Hà nó dưới gạch hoa vậy, nổ đây. Nổ gạch đấy. Không kê đây nó bị nổ. Nên cái đấy nó đã hơi bám vào nhau rồi nhé. Nung thì cho sắt nó chảy ra để cho nó bám vào nhau. Bây giờ sẽ dùng cái que hàn này, dùng cái que hàn này để chấm vào, bịt những cái khe hở đấy lại. Ủa cho nó chảy ra, cho nó bịt kín cái khe hở đấy lại nha mọi người nhé. Hàn cái này thì nó khá là đau mắt đấy mọi người. Khói hàn nó bay vào mắt thì rất là đau. Đấy các bác xem nó như kiểu pháo hoa ấy, pháo hoa nó phọt ra. Đấy thì công đoạn bây giờ là tiếp theo sẽ là gắn cái ống tiếp to vào mọi người nhé. Cái này thì nó đã bị gãy rồi, nó bị mục ra, nó gãy mất rồi. Đấy, đây là cái vết hàn này. Cắt cái đoạn nó bị vỡ đi mọi người nhé. Cắt cái đoạn thủng đi. À thì cái đấy thì nó đút vừa vào cái này luôn. Đấy. Nó sẽ vừa cái đấy luôn mọi người ạ. Alo. Lô cái đòn.
lên nhé. Những gì giáo sư tiến sĩ ấy. Lên. Cái gì? Bây giờ đang ướm vào thử coi là nó đến đâu người ạ. Bây giờ bác ấy phải ướm rồi đánh dấu rồi cắt đi rồi mới hàn lại được. Xe ở biển này là nó hay bị dí lắm mọi người. Đây nó chóc hết sơn rồi này. Lọc cọc ở trong ấy à? Đấy, như vậy là bây giờ mình sẽ lắp vào là sẽ hoàn thiện được làm cái bô xe mới luôn nha mọi người nhé. Đây thì ok mọi người này. Bye bye các bác, hẹn các bác những cái video lần sau thì có cái gì hay ho hơn thì em sẽ quay cho mọi người xem nhé. Tạm biệt các bác, hẹn các bác những video lần sau nhé. Muốn để vợ con làm lắm chứ nó đâu làm. Đồ này nó không làm, nó thôi đừng ăn nó. Cho nó nghỉ. Không muốn nó làm lắm ấy, nó không làm á. Không làm gì, làm đi. Vậy là ngày của phụ nữ là đàn ông mà cứ vậy là hạnh phúc lắm như này. Cho ngày của mình ngày đó hạnh phúc là. Ồ thì cái ngày đó ngày bùng nổ mà. Bây giờ có chỗ nào. Ba tú mấy ngày phụ nữ hay ngày bình thường ba tú mấy này. Thôi tôi xin các chị. Cứ bớt lời đi làm việc. Cứ bớt lời đi làm lời đi. Ba tú cái lời anh tiếng nói tôi suy nghĩ chứ thì hãy nói. Ba tú ít lời mà. Làm ít căng ngắn nó sai. Làm như thế ba tú nó nhiều lắm không bằng ấy. Chồng nhốt là cậu đấy. Nó chỉ có hầm với thần kinh nó mới nhốt thôi trời ạ. À. Hầm với thần kinh nó mới nhốt thì tự nhiên là nó mới nhốt thì không ai tự nhiên lấy nó tự nhiên nhốt. Cô mẹ nó không chịu về. Đồ hầm thì xấu. Không hiểu ý chồng nhé. Người ta tay tay thôi người ta không muốn về. Thì về thì tự mà đi về thì mỗi người mỗi xe. Đồ hầm đồ dở. Đồ hầm đồ dở. Có phải là lúc nãy giòn xong chưa? Chưa, đang rửa bát. Ở đâu? Bữa nào hầm hầm tí vậy ấy. Em lúc cái cơn hầm lên. Ông sao mà cả... ca nấu nhiều vậy? Hả? Mình biết kiểu gì lão xem vậy nên mình hỏi tám là vậy hôm qua Long nấu gì nấu thấy ít người ăn. Kiểu gì Long cũng nói đúng không? Anh tám ừ. Vậy ra lúc thì cái cháu quá. Mẹ. Anh đi ăn đặt ký mấy con nó. Chào lần nữa lần nữa. Đó, chào thầy bán con này. Ô, mà có tay nào nướng nấu thì không? Vài có vài tay kia, vài tay tay công tay tùng tay long là vài tay đấy là mạnh mạnh mẽ thôi chứ còn làm cái gì đấy. Thôi cứ về ăn cơm đi, ăn tối mình biết ăn cơm tối nữa rồi rượu ra vào ngủ chơi chơi đâu tôi mua ngồi mà nước nữa. Ngô giờ này còn lắm. Sang cái biển Hồng có ngoài giờ. Hôm qua chiều hôm qua em ấy thì mua ngô mà có đâu. À ờ. Chứ chợ ở nước kia họ cũng cho người. Nhưng mà không có. Đây là bao hàng giờ ý là hôm bữa thì cái đầy nó mà không có ông rồi. Còn hôm nay không biết. Trời ơi. Đó.
thôi. Anh nào ăn bao nhiêu loạt đi này. À, đây đây, cần này không ngon đâu. Đây, đây, cần ngon đây, đây đây. Không ngon đâu. Cái nào? Cái nào được, cái đấy cái ngon là mềm, chỗ nó cái ngon đấy. Cái nào được? Không chưa? Hai nữa. Đây đây. Mình tối có lên ăn cái gì? Hai vợ chồng đang ở ngoài này. Hai vợ chồng có là đi lên đang làm rau đấy rồi nấu ăn xong rồi anh ấy đi đi nào đi lên quay nào. Xong rồi đi. Vẫn nó chạy đi luôn. Cái này về lên quá. Quá mất rồi. Mực ngon lắm. Mực to vậy nè nhưng mà nguyên miếng mà to. Cái mực to vậy nó to mấy ông à trong mình ấy. Nhúng lẩu hay là gì, ăn cái gì đi ấy. Mực này. Lấy hứa dưới bà thả đây. Ăn quán vậy. Bà giống là bà giống đấy nhưng mà ngon à. Còn những người mình nhớ gì đó. Về nhá. Đi về mẹ ấy, mẹ chưa vui, mẹ chưa đá. Đánh nhau à? Chơi với chị Trâm. Cô em mà. Chơi với chị Trâm á. Hết rồi. Anh ăn ít thôi, ăn cá anh ăn ít thôi. Rồi cá để mà ăn. Lòng đi nè, lòng đi lấy cá chết to vậy nè. Vậy nè, vậy nè, hai thôi đừng ăn chung á, xin nó vô con chả ăn nó còn xin miếng về bỏ đây nấu luôn. Thôi được cái đấy, đến chiều chưa về vợ chồng bàn. Vợ chồng bàn đi, cái bàn đúng rồi. Không, bác nuôi con nấu ở nhà ăn. Hả? Khai trương à? Hả? À, ra khai trương tóc mới hả? À? Cho tóc mới. Thôi, bọn chị chiều cưới đi. Anh chiều đi lưới nữa. Trời ơi. Ờ chứ chị rách về đâu chị. Rất bẩn. Bà chồng em là có cái trụ qua cái cơn gió này nè. Cái cơn gió. Ôi dè mà không đói nằm đây đói không có tiền ăn. Không phải là chịu khó này thì ăn được, ăn xuyên suốt được. Ai có thể nấu rất nhiều món. Mì tôm này rồi là. Cái này nấu khi xào xào rất ngon này. Rồi là canh cái gì giấm. Nấu à rau rau bai à rau mung vang. Nóng bụng nha. Có chiều ăn gì thì lên mới. Bóc hàng kia nhỉ, bóc hàng luôn đi. Mồm để lại nữa. Đang còn mực nữa. Mồm để lại chưa? Chơi nha, ba anh em mình. Chỉ có ba anh em mình chơi nữa. Đợi đi lão nữa. Cái này chú ai muốn nấu món gì không? Cái nát này nát đây chắc chỉ nướng mẻ đâu. Nát nào? Nát mùi trắng trắng. Xào trước thì nó vỡ ra luôn. Đúng không? Chị thấy bỏ vào thôi, bỏ vào mà nhúng thôi, bỏ vào nó ấy xong mới ấy ra rồi. Nó làm nghĩ là chỉ kỹ là vậy. Đấy, ăn luôn đấy, ăn giống như canh. Là cho cái bếp vào nữa, xong rồi bỏ tí rau vào nữa, súp. Chớ Khanh không đi làm à? Ý là đòi rủ đi đánh luôn để về đi làm ăn. Về ăn cơm trước đi này. Để ăn làm rau xong rồi chồng kêu đi nào đi nào, vứt đấy đi luôn. Không, mới đầu là bỏ ra tính làm thật. Chị tính ra để sao? Tính làm thật nhưng mà bỏ ra. Cái này cũng phơi này nhưng mà phơi ấy. Sao vậy thôi chả làm. Trên này có gì đâu. Có gì đâu nha. Ý là ngỡ đang làm cho đi lên quay đi chứ. Chạy điện lấy lên làm luôn. Mà muốn thôi. Thì vợ quay thằng chồng làm. Để đấy thì chiều ăn thì ấy ra rồi mà làm. Cho con đi mất cả chiếc tết. Tăng. Chưa? 4 phút. Từ từ tí nữa. Đầu đi. Chị Thúy đâu về đấy? Đấy này,
đi lấy à? À đi lấy vậy à? Không, em đừng chịu đâu. Ăn luôn đi. Đấy, ăn luôn đi. Lòng nấu ăn cơm, nấu cơm xong rồi. Có lát đi chiều đi ăn. Em nó bảo là biểu đi để đến trưa ăn luôn cho nó. Làm thế công nó đi làm cứ nhắn tin tình nó mới cho rồi. Không muốn được. Hả? Lòng nó vắng lòng công không muốn được. Nè, không có cái to to cho đấy, có thể bỏ ướp vào nước cũng được. Thôi, mà nó hao á, nước nó quắt tính á. Ừ. Chiên một nắng. Đó, đây nè, cháu mua 20 nghìn nha nè. Đi lại chỗ trường mới đi. Không nghe đâu. Tầm tơi. Tầm tơi cũng 12 nghìn nha. 15 nghìn. 15 nghìn nha. 15 nghìn mà thêm người thôi. Thêm mua quả trứng gà, chú lại mua mấy cái. Anh ơi, ngâm nồi cơm đi anh ạ. Tí nữa vào đánh. Chưa? Ăn sáng rồi, nhà cháu ăn muộn mà. Hai vợ chồng nhiều hôm á, chả ăn cơm mà nấu mì tôm ăn. Hai vợ chồng nấu cái không dễ. Có người ăn chồng á, phải nấu cơm chứ ăn thế. Bố tím này, bố đĩa đi nè. Phải nấu cơm ăn rồi. Không, không để cho ông dễ. Nó để cho ông có ông vệ này, ông vệ khó. Tùy từng người. Ông nhìn chị thím đây, ăn rồi đầu quả. Ba. Chồng nhớ đồ họa. Nhưng mà xong nó tùy người. Bố trí nhưng mà nói chung là con trai thì người ta vẫn thích ăn cơm hơn là ăn ăn lặt vặt như mình. Mình lại ăn lặt vặt nó mẹ luôn rồi. Đứng mẹ bụng rồi. Cái nhà khoai có áo thì Noel cơ đấy. Bây giờ mặc vừa vừa. Năm ngoái có tiền rồi thì mua nhớ nè. Năm nay toàn mặc quần áo cũ mà. Không có tiền thì mới vậy chứ sao. Thầy cháu đang gần nữ gần 2 tháng lắm đi đẻ mà. Chồng cháu đi kêu đi mua quần áo cho thằng bận mà. Ừ thì cắm luôn thôi. Đấy mua đấy. Mua hôm nay tập hết. Hôm qua bây giờ để sớm hay để muộn nhưng mà cháu có đồ của con nhím rồi cũng đỡ. Ừ. Thế nhưng mà chủ yếu mình sắm cái đồ thôi, còn nữ hai bớt đi phần nào. Nếu khi nào sắm hết 30 triệu tiền đồ cho nó đấy. Bây giờ thêm đi với bà Thoa mà sắm 3 triệu bằng con da kim. Cũng có tích cả. Để ra như cần cũng đi xin mỗi thứ một ít chứ không phải cũng có nó đâu. Cháu đi xin nhiều. Nên là kiếm nhiều xin mà mỗi thứ một ít. Bò. Mua một ít thôi, mình chả mua nhiều. Uầy. Đây sinh của chị gái là cháu ấy. Chị muốn sinh rồi ha, chị họ nhờ bác cũng sinh một đứa tí. Đợt có mua 20 cái cả mà cô dùng mấy mà. Thì là ít dùng tả người ta đừng biết. Mà y chứ mình mới biết đó, mình mới gọi là mới đĩa đó thì biết chăng nữa. Ừ. Ai mà luôn. Chứ mà mình người ta đĩa trước người ta nói mình mua thôi chứ mình cũng biết mua. Mà đấy mua 20 cái ít ạ. Ừ. Không, mùa hè là quấn đã nó mát thoải mái. Quấn nhưng mà mùa đông là quấn mặc đĩa. Lúc đĩa nó chính lên 10 rồi thì nó cũng khô xe lạnh rồi. Lúc khô xe lạnh rồi. Có năm nay nó nóng lâu rồi. Nhà đấy có mấy cái khác mà cứ để đăng nhanh nha, làm chết vậy chứ. Đó, người đang làm nhà đó. Trước rồi kiếm thay về một nhà thì mùa đông và không nước thì chỗ đây cũng cháu đi chơi chơi. Nước là cháu có sang ngoại đâu mà, nước lại ngại. Mì chết, mì vịt lấy lá vào nhà tổ rồi, mì chết. Chết thôi. Thôi ông đánh cho tôi đó, ông xẻo chim đi thôi. Không đi cho nó lên đây, tắt tôi giày cho nó ấm. Chắc là nó đi, tắt nó cứ nổi ra thôi. Mẹ tối chơi. Mặc vừa bị mông nhím không? Quá. Ờ, nhím không, dùng không dùng nữa rồi cho. Không thấy đưa hỏi chú mình bảo cho mình con Hà đưa.
thì cháu cho thì nói hỏi má đi trả lời. Dạ. Đây con nhím không đái lầm nữa đây là cho. Không lấy lầm nữa để đỡ tìm điểm. Lầm cái túi đấy trong mùa 200 mấy, 270. Dạ. Đang chỗ nó bán 280 luôn. Tại vì chỉ một thùng loại đó mà. 270 mình nghĩ chứ để cho thằng để cho con cún mà con cún thì ở nhà nó có tiền thì chuyển mẹ đây cho thằng khoai con mà con cún đích nó làm to đâu mà mặc vừa đấy là ở đây là thằng XL nó chứ thôi cho thằng khoai nó mặc tạm nó mặc quẹn rồi đang được nửa một nhá nửa bình nhá mặc quẹn vậy. Cũng thì là con nó toàn dùng đồ hàng hiệu thôi. Nó làm gì mà dùng nó làm gì là dùng quần hàng lại mình. Thế vậy thôi. Nói chung là ai cho cháu thì cháu lấy hết. Hôm qua bữa sinh nhân nhím được cái con hiêu à. Siêu nhún nhún đấy. Cô nhà ngoại ai chua muốn lấy trả cái này nuôi dễ ạ. Ừ, đúng rồi. Mặc hơi người này người kia. Bạn cháu đang kêu là vào trong mớ lấy quần áo con nó mặc. Nhưng mà anh hứa là con nó cũng là con gái. Mình cũng có rồi thôi lấy làm gì. Thôi để mua thêm đi bà lên chỗ ấy à kia nó lại ngại rồi ô chân nhiều không chết tao tôm à đây rồi tôm à mày chạy nè đây rồi chạy thơ tôm nè nói to nhưng mà bác tính tại vì nói không nói kiểu không đâu ở đâu gái muốn nói con sao nữa quay gì mà 5 triệu em biết đâu tỏ lao thì trần làm lắm này cũng khá nhiều đấy nhiều Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
cái gì nguyên dưới thì hoa lại cho bà, từ trước giờ thì nguyên chưa bớt lên cho bà đâu mà. Kêu ở dưới thôi lên tầng bố. Cho bà bố anh đây đi, con đi cho bà bố đây. Lên tầng bố ở được bố đó. Con đứng dưới con kêu gì nha dậy nhá. Kêu gì nha dậy đi, đi 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 dọn nhà đi nha. Kêu gì nha với gì nguyên, à gì nguyên trước ở dưới tầng đi. Kêu gì nguyên ở trong phòng ấy này. Bà điện lên. Để cho gì mấy người vào cái giường mới nằm được. Dì Nguyên lau nhà còn dì Nga tốt nhà không có, dì Nguyên đang bị vậy, dì Nguyên có bị gò chỗ vết thương, dì Nguyên lau cho đỡ bụi. Anh ơi, cái gọi những gọi cho dì Nguyên mất xong có chút xương cho dì Nguyên sao rồi. Dạy lau nhà, dì Nguyên lau nhà còn kêu dì Nga quét nhà. Nga ơi, Nga, Nga ơi, Nga ơi. Nga. Nó nào? Ông bà ơi. Bấm nút vậy nó trong mình ơi. Giấy chủ ở đi. Nhìn nó thèm dây. À thì nó thèm thì nhờ. Bảo lão có thì mua mấy máy tính đâu tiền hết mà đang nợ 5 triệu rồi, muốn mẹ phải trả hết. Ừ. Rồi bố mẹ hết. Con vậy bỏ họng cái tôi bây giờ. Con ngồi nữa không? Con ngồi nữa không? Có hỏi ngồi đấy. Ngồi đi. Xin chào tất cả mọi người nhé. Thì bây giờ em đang quay cho các bác xem là đây là cái cảnh là chế bô mọi người này. Đấy, cái bô này thì nó bị gãy ở đây rồi này. Nó gãy ở cái đoạn này luôn. Cái gì vậy? Nghe cái tiếng máy cắt là kết người. Mỗi lần quên thì có qua bà đấy, quên lúc về nhớ. Thế còn đây thì bắt đầu là hàn sắt, hàn cái đoạn này lại mọi người này. Nó là gang pha sắt kẽm, nhưng mà gang kẽm, gang nó lại giòn. Bây giờ đang điều chỉnh cái ngọn lửa mọi người này. Điều chỉnh ngọn lửa cho nó ra đúng lửa mới được. To quá cũng không được mà nhỏ quá cũng không được. Nhưng mà anh Hà nó dưới gạch hoa vậy nổ đây. Nổ gạch đấy. Không kê đây nó bị nổ. Nếu nhờ được thì dễ. Mình cầm nói gì nữa, không có xuống nhét vào. À, chờ nhét vào biết cái gì đâu. Nhét vào nhét sao đâu. Nó đã hơi bám vào nhau rồi nhé. Nung thì cho sắt nó chảy ra để cho nó bám vào nhau. Bây giờ sẽ dùng cái que hàn này. Dùng cái que hàn này để chấm vào, bịt những cái khe hở đấy lại. Cố cho nó chảy ra cho nó bịt kín cái khe hở đấy lại nha mọi người nhé.
Hàn cái này thì nó khá là đau mắt đấy mọi người. Khói hàn nó bay vào mắt thì rất là đau. Đấy các bác xem nó như kiểu pháo hoa đấy, pháo hoa nó phọt ra. Đấy thì công đoạn bây giờ là tiếp theo sẽ là gắn cái ống tiếp to vào mọi người nhé. Còn cái này thì nó đã bị gãy rồi, nó bị mục ra, nó gãy mất rồi. Đấy, đây là cái vết hàn này. Cắt cái đoạn thủng đi. À thì cái đấy thì nó đút vừa vào cái này luôn. Đấy. Nó sẽ vừa cái đấy luôn mọi người ạ. Alo. Alo cái đòn. Nguyên nhé. Như giáo sư tiến sĩ. Chê. Cái nào em? Cái gì? Cái này có, cái này có đâu được mà làm đâu gì? Cái gì? Cái này có đâu? Cái gì? Cái này có đâu? Có đâu. Thế bây giờ đang ướm vào thử coi là nó đến đâu mọi người ạ. Bây giờ bác ấy vẽ ướm rồi đánh dấu rồi cắt đi rồi mới hàn lại được. Xe ở biển này là nó hay bị dí lắm mọi người. Đây nó chóc hết sơn rồi này. Lọc cọc ở trong đấy à? Đấy, như vậy là bây giờ mình sẽ lắp vào là sẽ hoàn thiện được làm cái bô xe mới luôn nha mọi người nhé. Đây thì ok mọi người này. Bye bye các bác, hẹn các bác những cái video lần sau thì có cái gì hay ho hơn thì em sẽ quay cho mọi người xem nhé. Tạm biệt các bác, hẹn các bác những video lần sau nhé. Muốn để vợ con làm lắm chứ nó đéo làm. Đồ này nó không làm nó thôi, đừng ăn nó. Cho nó nghỉ. Con muốn nó làm lắm đấy, nó không làm á. Con không làm gì, làm đi. Vậy là ngày của phụ nữ là đàn ông mà cứ vậy là hạnh phúc lắm như này. Sao mà ngày của mình là ngày đấy hạnh phúc lắm. Ồ thì cái ngày đấy ngày bùng nổ mà. Bây giờ có chỗ nào. Ba Tú thấy ngày phụ nữ hay ngày bình thường ba Tú mấy đây. Tôi xin các chị cứ bớt lời đi làm việc. Cứ bớt lời đi làm việc. Ba Tú cái lời ăn tiếng nói tôi suy nghĩ chứ thầy hãy nói. Ba Tú ít lời mà.
làm cái căn nhà nó sai không làm như thế mà tôi nó nhiều lắm không bằng ấy chồng nhốt là cẩu nó chỉ có hầm với thần kinh nó mới nhốt thôi trời ạ à. Hầm với thần kinh nó mới nhốt thì tự nhiên là nó biến nhốt rồi không ai tự nhiên lấy nó tự nhốt không về không chịu về không hiểu ý chồng nhé người ta tay tay thôi người ta không muốn về thì về thì tự mà đi về thì mỗi người mỗi xe đồ hâm đồ dở đi có phải là lúc nãy dọn xong chưa chưa đang rửa bát đấy đâu bữa nào hâm hâm tí vậy ấy đang lúc cái cơn hâm lên ông sao mà cả... ăn nấu nhiều vậy hả? Mình biết kiểu gì lão xem vậy nên mình hỏi tám là vậy hôm qua Long nấu gì nấu thấy ít người ăn kiểu gì Long cũng nói đúng không anh tám ừ vãi ra lúc thì cái cháu con mẹ mẹ đi mấy con nó chào rửa lần nữa đó, chào thầy bán phân ở đây ô mà có tay nào nướng nấu thì không vài có vài tay kia vài tay tay công tay tùng tay long là vài tay đấy là mạnh mạnh mẽ thôi chứ còn có gì vậy thôi cứ về ăn cơm đi ăn tối mình biết Tôi mua ngô mà nước nữa. Ngô giờ này còn lắm. Sang sẽ biển hồng có mà giờ. Hôm qua chiều hôm qua em ấy thì mua ngô mà có đâu. À. Đi chợ nước về họ cũng có người. Nhưng mà không có. Đây thì bao hàng giờ ý là hôm bữa thì cái đầy nó mong không có. Còn hôm nay không biết. Rồi. Rồi. Thôi. Anh nào ăn bao nhiêu loạt đi này. À, đây đây, cái này không ngon đâu. Đây, đây, cái ngon đấy, ở đây đây. Không ngon đâu. Cái nào được, cái đấy, cái ngon là mềm, chỗ nó không ngon đấy. Cái nào được. Không chưa? Hai nữa. Thôi vậy thôi. Đây đây. Thế này chứ, quay ăn đâu rồi. Tối nó lên... hai vợ chồng đang ở ngoài này. Hai vợ chồng có là đi lên đang làm rau đấy rồi nấu ăn xong rồi anh ấy đi nào đi lên quay nào. Xong rồi đi. Vẫn nó chạy đi luôn. Cái này khi về đi quá. Quá mất rồi. Đúng. Mực mực to vậy nè nhưng mà nguyên miếng trắng mà to. Cái mực to vậy nè, to mấy ông à trong mình ấy. Nhúng lẩu hay là gì ăn cái gì đi ấy. Mực này lấy hứa dưới bà thá đấy ăn quán vậy bà giống là bà giống mấy cái ngon ngon nè còn những người mình nhớ về về nhá đi về mẹ ấy mẹ chưa mua mẹ chưa bán rồi đánh nhau à chơi với chị Trâm cô em mà chơi với chị Trâm á vào nhà Long đi cho nhà Long đi thôi có với tối mà đem về hết rồi thôi được cái đấy đến chiều chưa về vợ chồng bà chồng bà đi với bà đúng rồi là không bác con nấu ở nhà ăn hả khai trương à hả ra khai trương tóc mới hả cho tóc mới khai chiều đi lưới ra tí chị rách về thôi chị rất bẩn
Bà chồng em là có gái trụ qua cái kênh số này. Không mấy là chịu khó nè thì ăn được, không ăn xin suốt được. Đúng rồi. Ai có thể nấu rất nhiều món. À, mì tôm này rồi là rồi là canh cái gì giấm nấu à, rau quen. Bóc hàng kia nhỉ, bóc hàng luôn đi. Mồm, mồm để lại nữa. Đang còn mồm một nữa. Mồm để lại chưa? Chơi nhá, ba nhà mình. Chúng có ba nhà mình chơi nữa. Đợi đi lão nữa. Cái này chú ai bán nó món gì không? Cái nát này nó. Nát đây chắc chỉ nhúng mẻ đâu. Nát nào? Nát mùi trắng trắng xào trước thì nó vỡ ra luôn. Đúng không? Chị thấy bỏ vào thôi, bỏ vào mà nhúng thôi, bỏ vào nó ấy xong mới ấy ra thôi. Rồi. Nó làm nghĩ là chị yêu kỹ rồi vậy. Đấy, vậy là ăn luôn đấy, ăn giống như canh. Là cho cái bếp vào nữa, xong rồi bỏ tí rau vào nữa, súp. Chớ Khanh không đi làm à? Ý là đòi Dũng đi đánh luôn để về đi làm ăn. Ăn cơm trước đi này. Để ăn làm rau xong rồi chồng kêu đi nào đi nào vứt bếp đi luôn. Không, mới đầu là bỏ ra tính làm thật. Tính làm thật nhưng mà bỏ ra phơi. Cái này phơi này nhưng mà phơi nói. Xong rồi thôi chả làm. Cái này có gì đâu. Có gì đâu nha. Ý là ngựa đang làm cho đi lên quay đi chứ. Chạy điện lấy lên làm luôn. Mà thì vợ quay thì chồng làm. Để đấy chiều ăn thì ấy ra rồi mà làm. Cho con đi mất cả chiếc tết. Tăng. Chưa. 4 phút. Từ từ tí nữa. Đầu đi. Chị Thúy đâu về đấy? Đi lấy à? À đi lấy vậy à? Không, em đừng chị đâu. Ăn luôn đi. Ăn luôn đi. Nấu ăn cơm, nấu cơm xong rồi. Có lết đi chiều đi ăn. Nó bảo là về đến để trưa ăn luôn cho nóng. Làm thế công nó đi làm cứ ngắn xin tinh tinh nóng cái chân rồi không muốn được hả? Lòng này nửa bắn lòng công không muốn được. Nè không có cái to to cho đấy có thể bỏ ướt vào nước cũng được. Thôi mà nó hao nước nó quắt đấy nhá. Chiên một nắng. Thế hai vợ chồng đang ở ngoài này. Hai vợ chồng có là đi lên đang làm rau đấy rồi nấu ăn xong rồi anh ấy đi nào đi lên quay nào. Xong rồi đi. Vứt nó chạy đi luôn. Cái này về lên quá. Quá một mắt rồi. Đúng. Mực ngon lắm. Cái mực to vậy lại nhưng mà nguyên miếng trắng mà to. Cái mực to rồi, cái to cho mấy ông à trong mình ấy. Nhúng lẩu hay là gì, ăn cái gì đi ấy. Mực này. Lấy hứa dưới bà thá đấy. Ăn quán vậy. Bà giống là bà giống mấy cái ngon ngon à. Còn những gì mình nhớ về nhá. Đi về mẹ ấy, mẹ chừa vô, mẹ chừa đá. Đánh nhau à? Chơi với chị Trâm. Cô em mà. Chơi với chị Trâm á. Nhà Long đi, cho nhà Long đi. Thôi có gì tối mà đem về. Trời. Hết rồi. Anh ấy ít thôi, ăn cá anh ấy ít thôi. Rồi cá để mai ăn. Đi lên Long đi lấy cá chép to về nè. Về nè, hai thôi đừng ăn chung á. Xin có bộ con chả ăn nó không gì. Về bỏ đây nấu luôn. Thôi được cái đấy đi chiều đi chưa về vợ chồng bà. Vợ chồng bà đi. Cái đấy bà đúng rồi. Bà không. Bà không còn nấu ở nhà ăn. Hả? Khai Trương à? Hả? À, ra Khai Trương tóc mới hả? À? Cho tóc mới. Thôi bọn chị chiều mới đi. Khai chiều đi lưới ra. Trời ơi. Đi lưới lắm cho về đi. Khai Trương.
Thôi tí chị rách về thôi chị. Rất bẩn. Bà chồng em là có cái trụ qua cái kênh gió này nè. Không mấy là chịu khó này thì ăn được, ăn xuyên suốt được. Ai có thể nấu rất nhiều món. À, mì tôm này rồi là rồi là canh cái gì giấm nấu rau quen. Nóng bổ nha. Bóc hàng kia nhỉ, bóc hàng luôn đi. Mồm, mồm để lại nữa. Đang còn nơ mực nữa. Mồm để lại chơi. Chơi nhá, ba anh em mình. Có ba anh em mình chơi nữa. Đợi đi lão nữa. Cái này chú ai bán nó món gì không? Cái nát này nó. Nát đây chắc chỉ nhúng mẻ thôi. Nát nào? Nát mù trắng trắng xào trước thì nó vỡ ra luôn. Đúng không? Chị thấy bỏ vào thôi, bỏ vào mà nhúng thôi, bỏ vào nó ấy xong mới ấy ra luôn. Rồi. Nghĩ là chị cứ kỹ là vậy. Đấy, là ăn luôn đấy, ăn giống như canh luôn. Là cho cái bếp vào nữa, xong rồi bỏ tí rau vào nữa, súp. Chớ Khanh không đi làm à? Ý là đòi rủ đi đánh luôn để về đi làm ăn. Em cơm trước đi này. Để ăn làm rau xong rồi chồng kêu đi nào vứt đấy đi luôn. Không, mới đầu là bỏ ra tính làm thật. Chị tính ra để sao? Tính làm thật nhưng mà bỏ ra. Cái này cũng phơi này nhưng mà phơi nói. Xong rồi thôi chả làm. Trên này có gì đâu. Có gì đâu nha. Ý là ngựa đang làm cho đi lên quay đi xem. Chạy điện lấy lên làm luôn. Mà muốn thôi. Thì vợ quay thằng chồng làm. Để đấy thì chiều ăn thì ấy ra rồi mà làm. Cho con đi mất cái chiếc tết này. Sang. Chưa? 4 phút. Từ từ tí nữa. Đầu đi. Chị Thúy đâu về đấy? Đi lấy à? À đi lấy vậy à? Không, em tưởng chị đâu. Ăn luôn đi. Ăn luôn đi. Nấu ăn cơm, nấu cơm xong rồi. Có loét cái kiểu đi. Ăn Em nó bảo là biểu đến để đến trưa ăn luôn cho nóng. Làm thế công nó đi làm cứ ngắn xin tính tinh nóng cái chân không muốn được hả, lòng này nửa bắn lòng công không muốn được nè, không có cái to to cho đấy, có thể bỏ ướp vào nước cũng được. Chim mà nó hao nước nó quắt tính á. Chim một nắng đất mà đây này chú mua 20 nghìn như này. Đi lại chỗ trường mới đi. Nghe đâu? Tầm tơi cũng 12 nghìn nhá. 15 nghìn. 15 nghìn nhá. 15 nghìn mà thêm mình thôi. Thêm mua quả dứa gai, chua lại mua mấy cá. Anh ơi, ngâm nồi cơm đi anh ạ. Tí nữa vào đánh. Chưa? Ăn sáng rồi, nhà cháu ăn muộn mà. Hai vợ chồng nhiều hôm á, chả ăn cơm mà nấu mì tôm ăn. Hai vợ chồng nấu cái không dễ. Các người ăn chồng á, phải nấu cơm với ăn thế. Bố tím này, bố để đi này, phải nấu cơm ăn rồi. Không, để cho ông dễ. Nó để cho ông, tùy có từng người ông vệ này, ông vệ khó. Tùy từng người. Ông nhìn chị kiếm cái ai mà đầu của chồng giống đồ họa. Nhưng mà xong nó tùy thì người bố trí một đồ họa. Nhưng mà nói chung là con trai thì người ta vẫn thích ăn cơm hơn là ăn lặt vặt như mình. Mình lại ăn lặt vặt nó sẽ đứng mẽ bụng rồi. Cái nhà khoai cá áo thì Noel cơ đấy. Bây giờ mặc vừa vừa. Tiền nó thêm mua nhá, nên năm nay toàn mặc quần áo cũ mà. Không có tiền thì mới vậy chứ sao. Thầy cháu đang gần 2 tháng nữa mới đẻ mà. Chồng cháu đi kêu đi mua quần áo cho thằng bận mình. Ừ, thì cắm luôn thôi. Đấy, mua hôm nay giặt hết. Hôm qua mà mình đi sớm.
Bây giờ để sớm hay để muộn nhưng mà cháu có đồ của con nhí rồi cũng đỡ. Nói chung là chủ yếu mình sắm cái đồ thôi, còn thứ hai bớt đi phần nào. Khi nào sắm hết bao nhiêu triệu tiền đồ cho nó đấy. Bây giờ thím đi với bà Thoa mà sắm 3 triệu bằng có da kim. Cũng có tiết cả. Đại gia như cần cũng đi xin mỗi thứ một ít chứ không phải cũng có nó. Cháu đi sinh nhiều nên là sinh mà một thứ một ít. Bò mua một ít thôi, mình chẳng mua nhiều. Uầy đây sinh của chị gái là cháu ấy. Kiếm một sinh mà hai chị họ nhờ nó bác cũng sinh một thứ một ít. Đợt có mua 20 cái tả mà cô dùng mấy mà thì là ít dùng tả người ta đừng biết mà y chứ mình mới biết đó, mình mới đĩa nó thì biết chăng nữa. Ai mà luôn chứ mà mình, người ta đĩa chứ người ta nói mình đông thôi chứ mình cũng biết mua mà đấy mua 20 cái ít ạ. Không mùa hè là quấn tả nó mát thoải mái quấn nhưng mà mùa đông là quấn mặc đĩa nên lúc đĩa chín hơn 10 rồi thì cũng khô, là nó cũng khô xe lạnh rồi. Có năm nay nó nóng lâu rồi. Nhà đấy có mấy cái khác mà cứ để đang nhà làm ghét vậy chứ. Đó nhà đang làm nhà đó. Trước rồi kiếm hay lên một nhà thì mùa đông và nước thì tụi đang cháu đi chơi chơi. Ừ. Nước là cháu có sang ngoại đâu mà nước mì nước lại ngại mì chết mì vịt lấy lá vào nhà tổ rồi mì chết thôi coi ông đánh cho tôi đó, ông xẻo chim đi thôi không đi cho nó rồi đây tát tôi giày cho nó ấm chắc là nó đi tát nó cứ nổi cả thôi. Mẹ tối mặt vừa bị mông nhím không quốc. Nhí dùng không dùng nữa rồi cho. Không thấy đưa hồi chú mình bán cho mình con Hà đưa. Thì hồi biểu hồi cháu thì nói hồi má đi trả lời. Dạ yeah. Đây con nhím không đái dầm nữa đây là cho. Không lấy dầm nữa để đỡ tiền bím. Con làm con bím cũng 200-300 nghìn. Cái túi đấy trong mùa 200 mấy, 270 yeah. Ừ, 270 đang chỗ nó bán 280 nữa. Tại vì chứ cũng dùng loại đó mà. 270 mình nghĩ chứ để cho thằng để cho con cún mà con cún thì ở nhà nó có tiền thôi chuyển mẹ đây cho thằng khoai. Con mà con cún đích nó làm to đâu mà mặc vừa đấy là ở đây lại phải XL. Nó chứ thôi cho con. Thằng khoai nó mặc tạm nó mặc quẹn vậy. Đang được nửa mặt nhá. Thì như hơn nửa. Nửa bình nhá. Nó quán vậy. Có gì à, con đã đi. Nó cần toàn dùng đồ hàng hiệu thôi. Nó làm gì mà dùng. Nó làm gì là được dùng hàng lại mình. Nó lại thôi. Nói chung là ai cho cháu thì cháu lấy hết. Cũng... Hôm qua bữa sinh nhân nhím được cái con hiêu rồi. Ừ. Siêu nhún nhún đấy. Thế cũng cứ vô nhà ngoại ai chua cũng lấy gì cũng lấy chả không chả. Nhưng mà quẹo lại nuôi dễ ạ. Ừ đúng rồi. Nhưng mà hơi hơi người này người kia. Ừ. Bạn cháu đồng kêu là vào trong nó lấy quần áo con nó mặc. Nhưng mà anh hứa là con nó cũng là con gái yeah. Nhím mình cũng có rồi thôi lấy làm gì anh thôi lại đi mua thêm đây bà lên chỗ ấy à kia bà bán nó lại ngại rồi Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
lại xong bắt đầu quát nó đổ lệ không được. Nó to nhưng mà bác tính tại vì nói không nói kiểu không đâu ở đâu cái miếng nói con sao nữa. Quay đi quay. Thì quay gì mà 5 triệu. Em biết đâu. Tỏ lao cũng trần. Làm lắm này cũng khá nhiều. Bác Quang nói nó nhỏ. Tân nó to. Bác Quang nó nhỏ. Quang nói điện thoại mà. Bác Quang nó cũng ra ngu ra khoái lắm mà. Có văn lắm mà. Nhà nhau. Trời ạ, nó cho bà từ trước giờ chỉ Nguyên chưa bớt cho bà đâu. Kêu ở dưới thôi lên tầng cho bà của anh đây đi, con đi cho bà của đây. Lên tầng ở được bố đó. Con đứng dưới con kêu thì Nga dậy nha. Chị ơi, Nga dậy đi, đi dọn nhà đi. Kêu gì Nga với dì Nguyên, dì Nguyên trước ở dưới tầng đi. Kêu dì Nguyên ở trong phòng ấy nè. Bà điện lên. Để cho dì Nguyên mời vào cái tường ấy nằm mà được. Dì Nguyên lau nhà, còn dì Nga tốt nhà không có. Dì Nguyên đang bị vậy, dì Nguyên có bụi vòi chỗ vết thương. Dì Nguyên lau cho đỡ bụi. Anh ơi, cái gọi cho dì Nguyên bắt xong. Dạy lau nhà, dì Nguyên lau nhà, còn kêu dì Nga quét nhà. Nga ơi! Nga! Nga ơi! Nga ơi! Nga! Xin chào tất cả mọi người nhé. Thì bây giờ em đang quay cho các bác xem là đây là cái cảnh là chế bô người này. Đấy, cái bô này thì nó bị gãy ở đây rồi này. Nó gãy ở cái đoạn này luôn. Cái gì vậy? Cắt phát nha.
nghe cái tiếng máy cắt là kết người. Mỗi lần quên đi qua bà đấy, quên lúc về nhớ thế còn đây thì bắt đầu là hàn sắt, hàn cái đoạn này lại mọi người này. Nó là gang pha sắt kẽm, nhưng mà gang kẽm gang nó lại giòn. Bây giờ đang điều chỉnh cái ngọn lửa mọi người này, điều chỉnh ngọn lửa cho nó ra đúng lửa mới được. To quá cũng không được mà nhỏ quá cũng không được. Nhưng mà anh Hà nó dưới gạch hoa vậy nổ đây, nổ gạch đấy. Không kê đây nó bị nổ. Nên cái đấy nó đã hơi bám vào nhau rồi nhé. Nung thì cho sắt nó chảy ra để cho nó bám vào nhau. Bây giờ sẽ dùng cái que hàn này, dùng cái que hàn này để chấm vào, bịt những cái khe hở đấy lại. Thổi cho nó chảy ra, cho nó bịt chính cái khe hở đấy lại nha mọi người nhé. Hàn cái này thì nó khá là đau mắt đấy mình, khói hàn nó bay vào mắt thì rất là đau đấy. Các bác xem nó như kiểu pháo hoa ấy, pháo hoa nó phọt ra. Đấy, thì công đoạn bây giờ là tiếp theo sẽ là gắn cái ống tiếp to vào mọi người nhé. Cái này thì nó đã bị gãy rồi, nó bị mục ra, nó gãy mất rồi. Đấy, đây là cái vết hàn này. Cắt cái đoạn nó bị vỡ đi mọi người nhé. Cắt cái đoạn khủng đi. Thì cái đấy thì nó đút vừa vào cái này luôn. Đấy, nó sẽ vừa cái đấy luôn mọi người ạ. Alo. Alo, cái đòn. Đi
lên nhé. Những giáo sư tiến sĩ ấy. Lên. Thế bây giờ đang ướm vào thử coi là nó đến đâu mọi người ạ. Bây giờ bác ấy phải ướm rồi đánh dấu cắt đi rồi mới hàn lại được. Xe ở biển nên là nó hay bị dí lắm mọi người. Đây nó chóc hết sơn rồi này. Lọc cọc ở trong ấy à? Đấy, như vậy là bây giờ mình sẽ lắp vào là sẽ hoàn thiện được làm cái bô xe mới luôn nha mọi người nhé. Thế thì ok mọi người này. Bye bye các bác, hẹn các bác những cái video lần sau thì có cái gì hay ho hơn thì em sẽ quay cho mọi người xem nhé. Tạm biệt các bác, hẹn các bác những video lần sau nhé. Muốn để vợ con làm lắm chứ nó đéo làm. Đồ này nó không làm nó thôi, đừng ăn nó. Cho nó nghỉ vậy gì? Con muốn nó làm lắm ấy, nó không làm ấy. Con người không làm gì, làm đi. Vậy là ngày của phụ nữ là đàn ông mà cứ vậy là hạnh phúc lắm như này. Sao mà mày cứ ngày đấy hạnh phúc là ờ thì cái ngày đấy ngày phụ nữ mà. Bây giờ có chỗ nào ba tú mấy ngày phụ nữ hay ngày bình thường ba tú mấy đây. Thôi tôi xin các chị chứ bớt lời đi làm gì. Bớt lời đi. Ba tú cái lời anh tiếng nói tôi suy nghĩ chứ thì hãy nói. Ba tú ít lời mà. Làm ít căng thẳng nó sai không làm như thế ba tú nó nhiều lắm không bằng ấy. Chồng nó nhốt là cẩu đấy. Nó chỉ có hâm với thần kinh nó mới nhốt thôi trời ạ. À. Hâm với thần kinh nó mới nhốt thì tự nhiên là nó mới nhốt thì không ai tự nhiên lấy nó tự nhiên nhốt. Thôi mẹ nó không chịu về. Đồ hâm dù số. Không hiểu ý chồng nhé. Người ta tay tay lo vậy không muốn về. Thì về thì tự mà đi về thì mỗi người mỗi xe. Đồ hâm đồ dở. Đồ hâm đồ dở. Có phải là lúc nãy dọn xong chưa? Chưa, đang rửa bát. Ở đâu? Bữa nào hâm hâm tí vậy ấy. Em lúc cái cơn hâm lên. Sao cả... mà canh nấu nhiều vậy? Hả? Mình biết kiểu gì lão xem vậy nên mình hỏi tám là vậy hôm qua Long nấu gì nấu thấy ít người ăn. Kiểu gì Long cũng nói đúng không? Anh ta ừ. Mẹ. Đi em đặt ký mấy con không? Chào rửa lần nữa. Đó, chào thầy bán con này. Cô mà có tay nào nướng nấu thì không? Vài có vài tay kia, vài tay tay công tay tùng tay long là vài tay đấy là mạnh mạnh mẽ thôi chứ còn ăn cái gì đấy. Thôi cứ về ăn cơm đi ăn tối rồi biết cơm tối nữa rồi rượu sao vào rượu đâu tôi mua ngô mà nước nữa. Ngô giờ này còn lắm. Sang cái biển Hồng có bao giờ. Hôm qua chiều hôm qua em ấy thì ngô mà có đâu. À. Ờ. Chứ trời nước về họp cũng trong người. Nhưng mà không có. Đây thì bóng đèn giờ ý là hôm bữa thì cái đầy nó mỏng không trời. Còn hôm nay không biết. Rồi. Rồi. Nấu rồi.
thôi. Anh nào ăn bao nhiêu lạt đi này. À, đây đây, cái này không ngon đâu. Đây, đây, cái ngon đấy, ở đây đây. Không ngon đâu. Cái nào? Cái nào được, cái đấy, cái ngon là mềm, chỗ nó cái ngon đấy. Cái nào được. Không chưa? Hai nữa. Đây đây. Lát mà đây nè, chú mua 20.000 vậy nè. Đi lại chỗ vừa mới đi. Không nghe đâu. Tầm tôi. Tầm tôi cũng 12.000 nha. 15.000. 15.000 nha. 15.000 mà thêm mình thôi. Thêm mua quả dứa gai, quả chua lại mua mấy đậu. Cá ăn thôi. Anh ơi, ngâm nồi cơm đi anh ạ. Tí nữa vào đánh. Chưa? Ăn sáng rồi, nhà cháu ăn muộn mà. Hai vợ chồng nhiều hôm á, chả ăn cơm mà nấu mì tôm ăn. Hai vợ chồng một cái không dễ. Tám người ăn chồng á, phải nấu cơm với ăn thế. Bố tím này, bố đẻ đi này, phải nấu cơm ăn rồi. Không để cho ông dễ. Nó để cho ông không dễ. Có ông vệ này, ông vệ khó. Tùy từng người đó. Ông nhìn chị thím cái ăn đồ họa, chồng nhớ đồ họa, nhưng mà xong tùy người, bố thím cũng đồ họa. Nhưng mà nói chung là con trai thì người ta vẫn thích ăn cơm hơn là ăn ăn lặt vặt như mình. Mình lại ăn lặt vặt nó sẽ lửng mẽ bụng rồi. Cái nhà khoai cá áo thì Noel cơ đấy. Bây giờ mặc vừa vừa. Tiền nó thiếu mua nên năm nay tao mặc quần áo cũ mà không có tiền thì mới vậy chứ sao. Thì cháu đang gần 2 tháng nó mới đẻ mà chồng cháu đi kêu đi mua quần áo cho thằng bận mình. Ừ thì cắm luôn đấy, mua hôm nay giặt đấy. Hôm qua bây giờ để sớm hay để muộn nhưng mà cháu có đồ của con nhím rồi cũng đỡ. Nhưng mà chủ yếu mình sắm cái đồ thôi, còn đứa hai bớt đi phần nào. Đứa nào sắm hết 30 triệu tiền đồ cho nó đấy. Bây giờ thím đi với bà Thoa mà sắm 3 triệu bằng có da kim. Cũng có tiết cả. Đại gia như cần cũng đi xin mỗi thứ một ít chứ không phải chỉ có nó đó. Cháu đi xin nhiều. Thím thì cũng xin mà mỗi thứ một ít. Bò. Cũng mua một ít thôi, mình chả mua nhiều. Ôi. Đây sinh của chị gái cho cháu ấy. Chị cũng sinh rồi ha, chị họ nhờ bác cũng sinh rồi đâu tí. Giờ có mua 20 cái tả mà có dùng mấy mà. Bây giờ ít chừng tả người ta đừng biết. Y chứ mình mới biết nên mình mới người mới đĩa nó thì biết chăng nữa. Ừ. Ai mà đúng. Chứ mà người ta đi trước người ta nói mình mua thôi chứ mình cũng biết mua. Mà đấy mùa 20 cái ít ạ. Ừ. Không, mùa hè là quấn tả nó mát thoải mái. Quấn nhưng mà mùa đông là quấn mặc đi. Lúc đĩa nó 9-10 rồi thì cũng là nó cũng khô xe lạnh rồi. Nó khô xe lạnh rồi. Năm nay nóng lâu rồi. Ừ. Nhà đấy có mấy cái khóc mà cứ để đăng nha, làm ghét vậy chứ. Đó, nhà đang làm nhà đó. Trước rồi kiếm thay lên một nhà, mùa đông là nước thì tụi đem cháu nước là cháu có sang ngoại đâu mà, nước này ngại. Mì chết, mì vịt lấy lá vào nhà tổ rồi, mì chết. Chết rồi. Coi ông đánh cho tôi đó, ông xẻo chim đi thôi. Không đi cho nó rồi, tôi đắt tôi giày cho nó ấm. Chắc là nó đi, chắc nó cứ lột ra thôi. Mặc vừa bị mua nhím không? Quốc. Ờ, nhím dùng không dùng nó là cho. Không thấy đưa hỏi chú mình bán cho mình con Hà đưa. Thì hủy hồi cháu cho thì nói hỏi má đi trả lời. Dạ. Yeah. Đây con nhím không đái dầm nữa đây là cho. Không lấy dầm nữa để đỡ tìm tím. Ừ,
300 nghìn. Cái túi đấy trong mùa 200 mấy, 270. Ừ, 270. Đang chỗ nó bán 280 nữa. Tại vì chỉ một thùng loại đó mà. 270 à. Mình nghĩ chứ để cho thằng à, để cho con cún, mà con cún thì ở nhà nó có tiền thôi, chuyển mẹ đây cho thằng khoai. Con mà con cún đích nó làm to đâu mà mặc vừa đấy, là đấy ở đây là thằng XL. Nó chứ thôi cho thằng khoai nó mặc tạm, nó mặc quẹn rồi đang được nửa một nhá, nửa bình nhá, mặc quẹn vậy. Thì con đã tìm toàn dùng đồ hàng hiệu thôi, nó làm gì mà dùng nó làm gì là được dùng hàng lại mình thế vậy thôi. Nói chung ai cho cháu thì cháu lấy hết, cho cả vậy mà. Hôm qua bữa sinh nhân nhím được cái con hiêu à, siêu nhún nhún đấy. Nhà ngoại ai chua cũng lấy trả, trả mặc quẹn thì lại nuôi dễ. Ừ, đúng rồi, mặc hơi người này kia. Bạn cháu đang kêu là vào trong đó lấy quần áo con nó mặc, nhưng mà anh nói là con nó cũng là con gái, anh yeah. Mình cũng có rồi thôi, lấy làm gì thôi, để mua thêm. Nè đây bà lên chỗ ấy kìa. Bà lên. Nó lại ngại rồi. Nhưng mà bác tính tại vì nói không nói kiểu không đâu ở đâu cái miếng nói con sao nữa. Quay đi, quay thì quay gì mà 5 triệu em biết đâu tỏ lao thì trần làm lắm này cũng khá nhiều. Bác Quang nó cũng ra ngu ra khoái lắm mà, khoái văn lắm mà. Kêu gì Nguyên viết cho Nga đợi cho bà, từ giờ chỉ Nguyên chưa bớt tên cho bà đâu.
kêu hổ dữ thôi, lên tầng con đưa cho bà Vũ Anh đây đi, con đi cho bà Vũ đây lên tầng ở bố đó con đứng dưới con kêu thì Nga dậy nha, kêu thì Nga dậy đi 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 dọn nhà đi nha, kêu thì Nga với Dì Nguyên à Dì Nguyên trước ở trên tầng đi, kêu Dì Nguyên ở trong phòng ấy này bà điện lên để cho Dì Nguyên mời vào cái giường ấy nào mà được. Dì Nguyên lau nhà còn Dì Nga quét nhà, không có Dì Nguyên đang bị vậy, Dì Nguyên có bị gò rũ vết thương, Dì Nguyên lau cho đỡ bụi. Anh ơi, cái gọi nếu gọi cho Dì Nguyên bắt xong nó thích cô, Dì Nguyên sao rồi? Dạy lau nhà, Dì Nguyên lau nhà, còn kêu Dì Nga quét nhà. Nga ơi! Nga! Nga ơi! Nga ơi! Nga! Xin chào tất cả mọi người nhé. Thì bây giờ em đang quay cho các bác xem là đây là cái cảnh là chế bô người này. Đấy, cái bô này thì nó bị gãy ở đây rồi này. Nó gãy ở cái đoạn này luôn. Cái gì vậy? Nghe cái tiếng máy cắt là kết người. Mỗi lần quên thì có qua bà đấy, quên lúc về thì nhớ. Thế còn đây thì bắt đầu là hàn sắt, hàn cái đoạn này lại mọi người này. Nó là gang pha sắt, kẽm như người gang, kẽm, gang nó lại giòn. Đây, bây giờ đang điều chỉnh cái ngọn lửa mọi người này, điều chỉnh ngọn lửa cho nó ra đúng lửa mới được, to quá cũng không được mà nhỏ quá cũng không được. Nhưng mà anh hàn nó dưới gạch hoa vậy nổ đây, nổ gạch đây. Không kê đây nó bị nổ. Nếu nhờ được thì dễ. Mà cả nói gì nữa, có sức luôn nhét vào. À, chờ nhét vào biết cái gì đâu. Biết. Nhét vào đâu. Cái đấy nó đã hơi bám vào nhau rồi nhé. Nung thì cho sắt nó chảy ra để cho nó bám vào nhau. Bây giờ sẽ dùng cái que hàn này. Dùng cái que hàn này để chấm vào, bịt những cái khe hở đấy lại. Thổi cho nó chảy ra cho nó bịt chính cái khe hở đấy lại nha mọi người nhé. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
hàn cái này thì nó khá là đau mắt đấy mình. Khói hàn nó bay vào mắt thì rất là đau. Đấy các bác xem nó như kiểu pháo hoa đấy, pháo hoa nó phọt ra. Đấy, thì công đoạn bây giờ là tiếp theo sẽ là gắn cái ống tiếp to vào mọi người nhé. Còn cái này thì nó đã bị gãy rồi, nó bị mục ra, nó gãy mất rồi. Đấy, đây là cái vết hàn này. Cắt cái đoạn thủng đi. À thì cái đấy thì nó đút vừa vào cái này luôn. Đấy. Thì nó sẽ vừa vào cái đấy luôn mọi người ạ. Alo. Lô cái đòn. Đường nhé. Cái gì giáo sư tiến sĩ. Chê, chê. Cái nào em? Cái gì? Cái này có đâu. Bây giờ đang ướm vào thử coi là nó đến đâu mọi người ạ. Bây giờ bác ấy phải ướm rồi đánh dấu rồi cắt đi rồi cái hàn lại được. Xe ở biển nên là nó hay bị dí lắm mọi người. Đây nó chóc hết sơn rồi này. Lọc cọc ở trong ấy à? Đấy, như vậy là bây giờ mình sẽ lắp vào là sẽ hoàn thiện được làm cái bô xe mới luôn nha mọi người nhé. Đây thì ok mọi người này. Bye bye các bác, hẹn các bác những cái video lần sau thì có cái gì hay ho hơn thì em sẽ quay cho mọi người xem nhé. Tạm biệt các bác, hẹn các bác những video lần sau nhé. Muốn để vợ con làm lắm chứ nó đéo làm. Này nó không làm nó thôi, đừng ăn nó. Cho nghỉ thế. Không muốn nó làm lắm ấy, nó không làm lắm. Không làm gì, làm đi. Về là ngày của phụ nữ là đàn ông mà cứ về là hạnh phúc lắm như này. Sao ngày của mấy ngày đó hạnh phúc là thì cái ngày đó ngày bùng nổ mà. Ba Tú thấy ngày phụ nữ hay ngày bình thường ba Tú mấy đây. Tôi xin các ý kiến, bớt lời đi làm gì. Làm ít căng thẳng là sai. Làm như thế ba tôi nó nhiều lắm không bằng ấy. Chồng nhốt là cẩu đấy. Nó chỉ có hâm với thần kinh nó mới nhốt thôi trời ạ. À. Hâm với thần kinh nó mới nhốt thì tự nhiên là nó mới nhốt thì không ai tự nhiên lấy nó tự nhiên nhốt. Không biết về. Đồ hâm vừa sổ.
không hiểu ý chồng nhé. Người ta tây tây lo vậy đâu muốn về. Thì về thì tự mà đi về chứ mỗi người mỗi xe. Đồ hâm đồ dở. Đồ hâm đồ dở đi. Có phải là lúc nãy dọn xong chưa? Chưa, đang rửa bát. Ở đâu? Bữa nào hâm hâm tí vậy ấy. Đang lúc cái cơn hâm lên. Sao mà canh nấu nhiều vậy? Hả? Mình biết kiểu gì lão xem vậy nên mình hỏi Tám là vậy hôm qua Long nấu gì nấu thấy ít người ăn. Kiểu gì Long cũng nói đúng không? Cái Tám ừ. Phải ra lúc thì mấy con nó. Chào rửa lần nữa. Đó, chào thầy bán con này. Mà có tay nào nướng nấu gì không? Vài có vài tay kia, vài tay tay công tay Tùng tay Long là vài tay đấy là mạnh mạnh mẽ thôi chứ còn. Có gì vậy? Thôi cứ về ăn cơm đi, ăn tối rồi. Ừ, mua ngô mà nước nữa. Ngô giờ này còn lắm. Sang cái biển Hồng có mọi giờ. Hôm qua chiều hôm qua em ấy thì mua ngô mà có đâu. À. Ồ. Chứ chợ nước kia họp cũng có người. Nhưng mà không có. Đây thì bao hàng giờ ý là hôm bữa thì cái đầy nó mà không có ông trời. Còn hôm nay không biết. Trời ơi. Thôi. Anh nào ăn bao nhiêu loạt đi này. À, đây đây, cái này không ngon đâu. Đây, đây, cái ngon đây, ở đây đây. Không ngon đâu. Cái nào? Cái nào được, cái đấy cái ngon là mềm, chỗ nó cái ngon đấy. Cái nào được? Không chưa? Hai nữa. Thôi đây đây. Nó lên uống rượu hay ăn hai vợ chồng đang ở ngoài này. Hai vợ chồng có là đi lên đang làm rau đấy rồi nó ăn xong rồi anh đi đi nào đi lên quay nào. Xong rồi đi. Vứt nó chạy đi luôn. Cái này khi về đi lên quá. Nãy là hai quá mất rồi. Mực ngon lắm. Mực ăn cái gì? Mực mực to vậy nè nhưng mà nguyên miếng trắng mà to. Cái mực to thì nó to mấy ông à trong mình ấy. Nhúng lỗ hay là gì, ăn cái gì đi ấy. Mực này. Lấy ở dưới bà thả đây. Ăn quán vậy. Bà giống là bà giống mấy cái ngon ngon là còn đứng mình nữa rồi. Về nhá. Về mẹ ấy, mẹ chưa mua, mẹ chưa đá. Đánh nhau à? Chơi với chị Trâm. Xô em mà. Chơi với chị Trâm á. Khai trương à? À, ra khai trương tóc mới hả? Cho tóc mới. Thôi chiều mới. Lưới đó. Ơi tí chị rách về đó chị. Rất bẩn. Bà chồng em là có cái trụ qua cái cơn gió này. Cơn gió. Ôi không không đói nằm đây đói không có tiền ăn được. Không phải là chịu khó này thì ăn được, không ăn xuyên suốt được. Ai có thể nấu rất nhiều món. À, mì tôm này rồi là cái này nấu thì xào xào rất ngon này. Rồi là canh cái gì giấm. Canh
nấu rau bai rau rau quen. Bóc hàng, bóc hàng kia nhà, bóc hàng luôn đi. Nó còn nơ mực nữa. Chơi nhá, ba anh em mình. Chúng có ba anh em mình chơi nữa. Đợi đi lão nữa. Cái này chú ai có nấu món gì không? Cái nát nát đây chắc chỉ nhúng mẻ đâu. Nát nào? Nát một trắng trắng xào trước thì nó vỡ ra luôn. Đúng không? Chị thấy bỏ vào chơi, bỏ vào mà nhúng rồi, bỏ vào nó ấy xong mới ấy ra rồi. Nó làm nghĩ là chị yêu kỹ là vậy. Đấy, là ăn luôn ấy, ăn không rồi, canh. Là cho cái bếp vào nữa, xong rồi bỏ tí rau vào nữa, súp. Chớ Khanh không đi làm à? Ý là đòi rủ đi đánh luôn để về đi ra làm ăn cơm. Em cơm trước đi này. Để ăn làm rau xong rồi chồng kêu đi nào, đi nào, vứt bếp đi luôn. Không, mới đầu là bỏ ra tính làm thịt. Chị tính ra để sao? Tính làm thịt nhưng mà bỏ ra phơi. Những cái này cũng phơi này nhưng mà phơi nói nha. Xong rồi thôi chả làm. Trên này còn gì đâu. Còn gì đâu nha. Ý là ngựa đang làm cho đi lên quay đi chơi. Chạy điện lấy lên làm luôn. Mà muốn thôi. Thì vợ quay thằng chồng làm. Để đấy thì chiều ăn thì ấy ra rồi mà làm. Cho con đi mất cả chiếc tết này. Sang. Chưa? 4 phút. Từ từ tí nữa. Đầu đi. Chị Thúy đâu về đấy? Đi lấy à? À đi lấy vậy à? Không, em tưởng chị đâu. Ăn luôn đi. Đấy, ăn luôn đi. Để nấu ăn cơm, nấu cơm xong rồi. Có lết cái chiều đi ăn. Em nó bảo là về đi để ăn trưa ăn luôn cho nóng. Làm thế công nó đi làm cứ nhắn tin tinh tinh cho nóng cái chân không uống được. Hả? Lòng này nửa vắng lòng công không uống được. Nè, không có cái to to cho đấy, có thể bỏ ướp vào nước cũng được. Thôi, mà nó hao nước nó quắt thế nhá. Ừ. Chiên một nắng. Đất mà đây nè, chú mua 20 nghìn như này. Đi lại chỗ chồng mới đi. Không nghe đâu. Tầm tơi. Tầm tơi cũng 12 nghìn nhá. 15 nghìn. 15 nghìn nhá. 15 nghìn mà tiếp thì thôi thôi. Tiếp mua quả nước ga, quả chua lại mua mấy cái cá. Anh ơi, ngâm nồi cơm đi anh ạ. Tí nữa vào đánh. Chưa? Ăn sáng rồi, nhà cháu ăn muộn mà. Hai vợ chồng nhiều hôm á.